Nay bé Yến nay nhiêu tuổi rồi chị Ngọc? Năm nay nó 17 tuổi rồi. 17 tuổi rồi. Mà em nghe nói là nghe người dân ở đây khi mà người ta gọi điện, người ta nói gia đình của chị đang gặp rất là nhiều khó khăn, trong khi bé bị một ai đó làm hại, bây giờ đang mang bầu, rồi cái sự việc nó như thế nào vậy chị Ngọc? Nghe là đợt em sanh đó. Dạ. Em sanh bé nhỏ đó. Dạ. Là nó đi qua bên lộ đó đó. Dạ. Là có một người ở, nó khai tùm lum tá lá chân á, là nó ở bên, nó đi qua bên lộ đó đó. Dạ. Đi qua bên lộ đó có một thằng đè nó. Trời đất ơi. Đè nó hai thằng, đè hai cái tay nó. Là ba người. Ba người hăm dọa nó, nếu như mày khai ra á là tao giết mày. Dạ. Cắt cổ mày. Thì bây giờ nó gì nè? Lâu không? Là chị cứ bụng em thấy nghĩa là chắc hơn 5 tháng rồi đó chị. Cũng đỡ to rồi. Bây giờ tội nghiệp không? Đó, bây giờ có thể hỏi bé kể lại cái mà bữa Yến, hôm đó. Quay qua đây nè Yến, quay xuống quay mặt qua. Thương không? Chú hỏi thăm, hỏi thiệt, nói là chú chắc chú sẽ đòi lại công bằng cho con. Tại vì nhà khó khăn như vậy mà mốt mà con có bầu rồi con không nữa rồi ai là người đứng ra để đúng rồi. Tiền bạc này kia rồi cha mẹ đã khổ rồi, ai người người rất là lo cho con. Là cái câu chuyện như thế nào, ba người đó làm con như thế nào, có thể là chia sẻ lại cái câu chuyện của con cho mấy chú nghe ha. Chú hôm đó con đi đâu mà con bị như vậy? Đi chơi. Rồi nó chặn đường con lại. Nó chặn đường con lại. Nó rồi giết con. Trời đất ơi. Cứ bình tĩnh rồi kể cái câu chuyện. Là mấy người rồi giết. Mấy người rồi giết con? Hai người. Hai hay là ba? Ba. Ba người nha. Chính xác là ba người con ha. Rồi sao con kể đi. Rồi đó nó giết con rồi, nhưng mà ổng nhắm nhóm đi. Già hay trẻ? Con nói chuyện lớn lên giúp chú nha. Nó lớn rồi. Lúc đó là ban ngày hay ban đêm? Lúc đó là ban ngày đúng không con? Ban ngày luôn. Ban ngày. Cái gì vậy? Thôi vậy là bé thấy mặt rồi. Bé thấy mặt cái người đó hại rồi. Nhưng mà nó không biết ai. Không biết ai. Vậy đó là hai người đè hai tay. Một người đó thì cổ quần tặng gì đó. Thì cũng chưa biết là nó mấy cái chú công an là nó lưu hai bữa nó qua nữa. Dạ. Dạ, em xin chào quý ông bà, quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Quý Sa Tộc. Dạ, thì ngày hôm nay em lại nhận được một lời của người nhà. Thì anh em đến đây ở ấp Mỹ C, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Dạ, thì ngày hôm nay thì anh em đi đến đây và đi vào một cái đoạn đường ở trên ruộng gì nè cả nhà. Thì đến nhà của chị Bảo Ngọc. Nghe đâu con của chị thì bị người ta xâm hại, thì bây giờ là đang mang bầu ở trong nhà. Thì tụi em đến đây để mà chia sẻ với quý khán giả về một cái câu chuyện cô bé Khờ bị nhiều người hãm hại. Rồi đến đây thì cùng anh em, thì bây giờ anh em cũng có trích ra một số tiền để mà mua mì và bánh kẹo với lại gạo nữa cả nhà, đem vào bên trong căn nhà. Bây giờ em cũng mời cả nhà cùng em đi vào bên trong để mà gặp trực tiếp người nhà hỏi về cái vụ việc nè cả nhà. Chị còn rất là trẻ. Chào em nha. Sao giờ mình dạ. Qua nhà mới của chị luôn hả? Chào chị ha. Đi con. Bên đây không phải nhà hả? Nhà, hai nhà lắm. Bên đây nhà có ai? Nhà có ông ngoại. Nhà ngoại. Dạ, chào bà. Trời ơi, ai đây? Ai mà đi chơi ở đây? Ai vậy? Trời ơi, nó chạy dữ vậy. Ôi, té. Ủa? Đây là căn nhà mới hả ta? Nhà này mới cất hả? Ừ. Ai cho cưng? Đi. Ở bên từ thiện người ta cho ha. Lâu chưa?
Ông ba ông mới nói chồng ông mới nói chú ba giờ chú cái cho nhà người ta quá trời nhiều rồi, bây giờ hai chồng con chỉ ở là cái trái mình không nước ngập quá trời, bây giờ cho hai chồng con xin cái nhà. Dạ. Qua tên anh Thái thì cũng có ít quà gửi gia đình mình nè. Ăn mừng nhà mới ha. Cầm vô đi, cầm vô nước. Đây, cầm vô nè, ấm nè. Dạ chị. À, đem vô. Đi gái lớn hả? Dạ. Đi gái lớn này. Nó có gạo mì. Em vô. Sao pháp với có. Ngày hôm nay đến đây anh em cũng có một phần quà. Đang ở chùa. Nó leo có vô được đâu. Nó leo có vô được đâu. Còn bé đâu Trần? Sao nó khóc vậy chị? Mặc áo gì cho bé đi chị. À, mặc áo đi. Chị Ngọc là tới như là 5 người con, 5 đứa con. Đặt khẩn qua mang bầu đó. À. Vậy sanh rồi. Sanh rồi. Bé được mấy tháng rồi chị? Bữa nó được 2 tháng. À, để trong nhà hả? Bỏ bên ngoài. À, là đứa 6. Ủa đứa 6. Quá dữ rồi. 2 tháng. 2 tháng. Ủa nếu được rồi là cũng không? Thì em tốn là cũng còn sanh rồi đúng không? Đúng rồi. Còn bệnh. Đến đó là còn 2 tháng nữa là sanh. Dạ. Nhỏm em bánh chơi đi anh cha. Đi tiếp. Rồi gái ngồi xích vô ha, ngồi xích vô chú hỏi thăm chút xíu. Xin chào chị Ngọc ha. Dạ. Thì cũng rất là lâu rồi mới đến đây để thăm cái hoàn cảnh của chị Ngọc. Ừ. Không biết là cái cuộc sống hiện giờ của gia đình mình là như thế nào. Thì cũng bấp bênh dữ lắm. Cũng vậy đó hả? Ngày nào ăn ngày nấy. Ờ. Thì ông xã bữa nay làm hả chị? Ông xã tháng này là vô nhận làm. Làm mỗi ngày. Làm cái gì? Làm công việc gì? Là vác cát đá. Thứ hai là gặt. Dạ. Làm đủ nghề hết. Dạ. Nói chung là ổng là nói là như con đĩ đực đi. Ồ, như con đĩ đực. Chồng như đĩ đực. Nghề gì cũng làm hết. Như ơi. Là nghề cát. Dạ. Gặt. Rồi xi măng gì tùm lum đó rồi. Cái gì cũng làm được. Cái gì cũng làm là đĩ đực. Chồng như đĩ đực và cái gì cũng làm. Chị Ngọc rất là vui. Rất là vui. Hôm nay đến đây để thấy chị Ngọc có được căn nhà, nói chung là cũng vui ha, rất là vui luôn. Bây giờ thì chỉ làm bên hội từ thiện đạo Hòa Hảo người ta qua người ta cho. Xã ông đi xin vậy đó. Dạ. Chú ba giờ chú ba cho nhà quá trời nhiều, giờ cho vợ chồng ông xin cái nhà. Ừ. Rồi cái ông ba đó ông mới qua. Dạ. Ông qua ông mới xem xét lại, ừ bây giờ mấy đứa con giờ nó hơn là một tổng hết trơn là 6 đứa. Dạ. 6 đứa rồi ông hỏi không bây giờ ở đâu. Thì lúc đó là ổng chưa có cho cái nhà này là ở bên trái đó. Dạ. Là ổng quay hết trơn trong cái trái đó là ổng cũng nói là bên đạo Hòa Hảo nói không bây giờ. Ổng nói không bây giờ vậy đó. Bây giờ hoàn cảnh vợ chồng vậy đó. Khó khăn vậy đó. Nhưng mà ngày nào ăn ngày nấy. Thì giờ thì 6 bé thì chỉ có một ông xã đi làm thôi. Còn bà xã thì ở nhà không có làm gì hết, chỉ là giữ mấy đứa nhỏ thôi. Rồi không đủ sơ, không đủ sống. Dạ. Mà ngày nào ăn ngày nấy. Người ta thương là cho ha. Người ta thương người ta cho được cái nhà này là em ngủ không được luôn. Mừng quá. Cho được, người ta nói không cho được cái nhà là bữa 12 đổ cát đá đó là mừng. Dạ. Ngủ không được. Nó xã mới rơi trong một mình nó thôi tại sao mà không ngủ với em. À. Nó hôm ta cho nhà em mừng quá à. Dạ. Nó ngủ không được mà mừng, vừa mừng mà vừa khóc. Nó hồi em ơi đừng khóc em ơi, bây giờ người ta cho được cái nhà thì cũng mừng đi. Ừ. Thôi giờ em ngủ đại đi chứ người ta cũng thẳng từ từ người ta cho ta. Dạ. Cho mình cũng mừng. Dạ. Rồi các cái nhà này rồi qua bên là nghe chăng cái cửa 16 đó người ta giao cái nhà này. Dạ. Là cũng nghe chăng cái đám đi tháng con bé nhỏ đó. Trời ơi, rất là vui. Cũng rất là may mắn khi có gia đình của em Trang Vinh ha, gửi tặng căn nhà tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Cái nhà đây là nhà tình thương nha, có địa chỉ luôn đó. Nhà một gia đình của thì bây giờ nói chung là cuộc sống thì mình vẫn vậy, như có được căn nhà thì dù gì nó cũng đỡ, che nắng che mưa nó đỡ hơn. Đúng không chị Ngọc? Ở đây là con gái, em nói nghe nói là con gái của chị là hôm đợt trước lấy chồng hả? Không có đâu. Không có hả? Cái em cũng nhận được thông tin cũng như là người dân ở đây nói là chị dắt bé đi và coi là có ai lấy không thì chị gả, đúng không?
À, cái thông tin đó là có đúng không chị ha? Không, không, chưa có gia đình. Chưa có gia đình. Nhưng mà có... nhưng mà là có như là em quen một người bạn. Ừ. Bạn là giới thiệu ừ như thằng đó nồi nào úp chung ấy. Ừ. Nồi bé cũng khờ ha. Cũng khờ. Dạ. Rồi nó là nó đi làm ăn với người ta. Rồi bắt đầu nó lỡ lỡ dại nở với nhỏ kia có bầu. Trời nó ơi. Bỏ nhỏ này. À, là không là cái bạn người đó là lấy cái người khác có bầu rồi. Dạ. Bỏ bé này. Dạ. Như là hai đứa này quen nó cũng được 3 tháng. 3 tháng rồi mà chưa có cưới hỏi gì hết. Chưa. Nhưng mà mới có tìm hiểu là trong vòng 1 năm. Dạ. Tìm hiểu ừ bây giờ nhỏ này cho nó biết mà công chuyện đồ nấu cơm, nấu nước, mà cá mà muốn đồ giặt đặt vậy thôi. Dạ. Này bây giờ nó khờ là nó không có mặn được. Bé rất là khờ. Dạ. Hôm nay ở đây là muốn tạo điều kiện cho nó dạy ở đây, như là mình là mẹ mình. Dạ. Muốn dạy nó chứ là nấu cơm, mằng cá, rồi giặt quần áo. Dạ. Sau này trở thì nếu như mình có chồng có con thì cũng giặt quần áo với chồng con. Dạ đúng rồi, giặt quần áo cho bà và chồng đâu. Chị cũng chỉ dạy thôi, chưa gì chân là bên bển. Bên bển họ như là muốn tiến tới vậy đó. Nhưng mà cái bển thì tính tiến tới. Dạ. Họ một thời gian là chưa được 3 tháng nữa là bắt đầu bên kia nó hồ. Bỏ luôn. Nó bỏ luôn. Nó nói không, bây giờ thằng này nó lỡ có bầu với đứa kia rồi. Giờ bên bển ta không xuống. Cũng còn tội nghiệp bé ha. Bé hôm nay bé Yến nay nhiêu tuổi rồi chị Ngọc? Nó năm nay nó 17 tuổi rồi. 17 tuổi rồi. Em nghe nói là nghe người dân ở đây khi mà người ta gọi điện, người ta nói gia đình của chị đang gặp rất là nhiều khó khăn, trong khi bé bị một ai đó làm hại, bây giờ đang mang bầu, là cái sự việc nó như thế nào vậy chị Ngọc? Như là đợt em sanh đó. Dạ. Em sanh bé nhỏ đó. Dạ. Là nó đi qua bên lộ đó đó. Dạ. Là có một người ở nó khai tùm lum tá lá chân á, là nó ở bên nó đi qua bên lộ đó đó. Dạ. Đi qua bên lộ đó có một thằng đè nó. Trời đất ơi. Đè nó hai thằng, đè hai cái tay nó. Là ba người. Ba người hăm dọa nó, ừ nếu như mày khai ra là tao giết mày. Dạ. Cắt cổ mày. Thì bây giờ nó gì nè. Lâu không? Phải chịu cứ đi. Thì bây giờ ở đây thì em đang đi trình báo công an là bên gia đình em muốn làm tới. Dạ. Em đi, nhưng mà em muốn là mấy chú công an nhúng tay vào tiếp gia đình. Bởi vì gia đình khó khăn quá trời rồi, bây giờ thì bữa hổm á là bữa thứ 6 đó. Dạ. Giấc sáng thứ 6 đó là bên trưởng công an xã Mỹ Tú á. Dạ. Là có qua là hỏi con bé Yến nè, hỏi bé Yến là con người nào hãm con. Là con nói không có, nó con thằng khùng ở trong kinh thầy đường trỏng á, ở xa chỗ này. Xa chỗ này. Vì sao mà bé đi đâu xuống đó? Thì bây giờ bé đi qua bên lộ đó. Ồ. Đi xuống dưới nhà con Sáu chơi. Dạ. Đi xuống cái đoạn đường của xuống nhà con Sáu đó là cái ba thằng nó đi nó mới đè nhỏ này. Một đứa thì hai đứa thì đè hai tay. Còn một đứa thì nó vậy đó. Thì rồi. Về cũng không nói ở đây nữa. Nó cũng không nói về nói với mẹ, nếu như mà nói ra vậy thì bên thằng kia nó cắt cổ nhỏ này. Thì nó hôm bây giờ mẹ mới nói em, nó hôm bây giờ mẹ con nói ra đi. Đúng. Rồi mẹ đi giải quyết chứ. Đúng rồi. Con không nói ra làm sao mẹ biết. Mẹ biết người nào. Phải đòi lại công bằng cho bé, tại bé còn nhỏ quá, bé khờ nữa mà. Là sau khi mà chuyện xảy ra rồi là em nó về nó có không nói gì. Không nói gì luôn. Trời. Tới chừng tháng đầu tiên đó là cũng là em cũng không thấy là nó hiện tượng gì, không có gì lạ hết. Không có gì lạ hết. Dạ. Tới bước đầu tháng sau là bắt đầu nó nằm liên tục ba bốn ngày. Dạ. Không ăn cơm nước chịu chân. Dạ. Nó nhỏ này xong nó kỳ khô quá à. Dạ. Nó mẹ ơi sao mà kỳ khô quá, không có mẹ đưa ấy con đi khám cho nó đây. Dạ. Là lúc đó chưa sanh bé nhỏ. Là còn đang mang bầu. Rồi chụp ông ngoại nó bệnh. Ông ngoại nó bệnh nằm bệnh viện. Ông ngoại Sóc Trăng ngoài. Không có ấy luôn. Để tới giờ đó rồi. Hiện giờ là bé có bầu mấy tháng rồi? Thì bữa hẳn bên hội phụ nữ xã đó
là mất tính 3 tháng rồi. Ừ. 3 tháng như là cái cổ tính là cỡ khoảng tầm 4 tháng. Dạ. Nhưng mà hổng gài chưa có khả năng đi siêu âm cho nó là bao nhiêu tháng. Ơi. Cái bụng này em thấy nghĩa là chắc hơn 5 tháng rồi đó chị. Ừ. Cũng đỡ to rồi. Ừ. Bây giờ tội nghiệp không? Đó bây giờ có thể hỏi bé kể lại cái mà bữa Yến hôm đó quay qua đây nè chuyến quay sang quay mặt qua thương chú hỏi thăm hỏi thiệt. Ừ. Nói là phải nói sự thật nha con, chú các chú sẽ đòi lại công bằng cho con, tại vì nhà khó khăn như vậy mà mốt mà con có bầu rồi con nữa rồi ai là người đứng ra để đúng rồi tiền bạc này kia rồi cha mẹ đã khổ rồi ai người người rất là lo cho con là cái câu chuyện như thế nào ba người đó làm con như thế nào, có thể là chia sẻ lại cái câu chuyện của con cho mấy chú nghe ha. Chú hôm đó con đi đâu mà con bị như vậy? Đi chơi. Ừ. Rồi nó chặn đường con lại. Nó chặn đường con lại. Nó rồi giết con. Trời đất ơi. Cứ bình tĩnh con, cứ bình tĩnh mà kể cái câu chuyện. Là mấy người đòi giết con? Hai người. Hai hay là ba? Ba. Ba người ha. Ừ. Chính xác là ba người con ha. Rồi sao con kể đi. Ừ. Rồi đó nó giết con rồi, ổng lắm nhắm nhói. Già hay trẻ? Con nói chuyện lớn lên giúp chú nha. Nó lớn lên. Lúc đó là ban ngày hay ban đêm? Lúc đó là ban ngày đúng không con? Ban ngày. Ừ. Ban ngày luôn. Ban ngày. Cái gì vậy? Ôi vậy là bé thấy mặt rồi. Bé thấy mặt cái người đó hại rồi. Nhưng mà nó không biết ai. Không biết ai. Là làm chuyện đó với con 3 ngày luôn. Dạ. Ừ. Thì trong lúc thời gian đó thì con có dùng dãy la hét gì không? Dạ không. Con không la luôn. Không dám. Lúc đó là bị chấn an tâm thần rồi. Tinh thần á. Thì đến đó thì có 3 người chặn đường con. Nói là con mà la lên là sẽ giết con. Dạ. Rồi lúc đó họ làm gì con? Họ làm gì con? Con kể lại cho chú nghe vậy. Con nhớ không? Ừ, vậy đó là hai người đè hai tay. À. Là một người đó thì cổ quần làm gì đó. À. Thì cũng chưa biết là nó mấy con chú không ăn là nó hai bữa nó qua nữa. Dạ. Thì cha coi người nào, xác định là người nào. Đúng rồi. Khi mà mình báo trình báo lên á, mình chia sẻ cái câu chuyện đó thực tế thì người ta sẽ tìm ra và đòi lại cái công bằng cho gia đình mình. Đó. Chứ đâu phải mà giờ cuộc sống giờ có pháp lực chứ. Con gái có pháp lực. Đi mà bé thờ như vậy mà dụ dỗ hay là làm hại bé gì đâu có được. Thì đây là cái hậu quả. Bé giống như bé bị chấn động, bé bị sợ đó chị. Khi mà hỏi đến là bé đã bị hâm dọa rồi. Không dám nói luôn, về nhà cũng là nhưng mà nó làm được hai lần rồi có bắt đầu là nó về nó cũng không dám nói gì. Cái gì? Lần thứ hai luôn hả chị? Lần thứ hai rồi cái người đằng cái nhà đằng đó là mới hâm dọa nó là cũng cái người đó cũng không biết là ai. Trời chỉ ơi. Là thấy đè bé vậy đó. Dạ. Là người ta giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Người ta giúp đỡ cho gia đình là người ta gầy người ta la. Người ta lấy cây ta hâm dọa người ta nói thôi mày mà còn làm lần nữa là bên gia đình ta báo công an đó. Dạ. Dạ. Thì người ta cũng nói người ta cũng cho mình hay người vậy đó. Dạ. Mà không thật sự là người ta không biết mặt. Là... cái gì mà đè tới hai lần luôn trời. Trời mà làm ban ngày nữa mới ghê chứ. Ừ. Trời ơi. Người đó thì nói không là chỉ xác định là ở trong kinh thị đường thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra là không biết ai. Là tới ba người mà đè như vậy thì làm sao bé dùng dãy được. Vì có la kêu cứu thì cũng ở đó thì nghĩ chắc cũng vắng vậy ha. Giờ thì nói chung vì là bữa đó tới ba người đè. Trời ơi trời. Sao mà ác dữ vậy trời? Nó cũng không phải chỉ nó nói với mình ấy được. Ừ. Mình ấy được chặn ngăn chặn sớm rồi báo công an sớm, còn này nó không có nói gì hết trơn rồi làm bị sao thêm một lần nữa. Bị thêm một lần nữa nó là ở đây nó cũng không nói nữa. Rồi cái bà chị ở cặp bên nhà bên đó đó. Dạ. Là bà mới thỏa thể với nó. Là như là bên đây mẹ thỏa thuận thì không có khai.
nhưng mà cái người bên đó, cái người bên đó, hai người bên đó, người bên đó mới chạy việc nói bên đây, nói bên đây là nói thôi rồi thì quá muộn rồi. Thì nhỏ này thì bây giờ nó cũng nó là quay thấy thì đi nó là mà đi chợ mua que thử chỉ đó rồi bắt đầu là dưới hai gạch chỉ đó rồi là bắt đầu nhà cũng không có đồ kiện đủ điều kiện mà đi khám cho nó khám định kỳ này kia cũng không có điều kiện chỉ đi thử vậy thôi biết vậy thôi chứ còn mà không có đi được. Dạ. Gia đình mình phải là lên tiếng để dành cái quyền lợi cho mình. Chứ mà bé mà bị mang bầu như vậy rồi sau khi mà sanh em bé ra thì em cũng đến đây em cũng biết là gia đình mình khó khăn. Cho chú hỏi là con có nhớ là ba cái người đàn ông đó làm chuyện xấu với con là bao nhiêu lần không? Con nhớ chính xác. Hai lần. Là họ khi mà làm cái chuyện như vậy rồi xong là ép buộc con phải tới cái ngày đó là đi qua đó. Trời ơi, mà ban ngày nữa với một cái tiếng chị. Trời ơi. Lần thứ hai là như thế nào bé có thể nói cho mấy anh biết không? Lần thứ hai là cái người đó con tự đi bên đó hay sao? Con đi chơi. Con vẫn đi chơi. Tại sao con thấy cái con đường nó nguy hiểm vậy con đi hoài vậy? Trời ơi. Con mình con gái nữa. Cái lúc mà cái người ba người đó ấy con đó là bao nhiêu người làm cái việc đó với con hay là chỉ một người thôi? Một người. À, hai người kia cầm tay thôi chứ không có làm. Không, cái này nghĩ là chắc cũng là thay phiên nhau á, sợ thay ba người lắm rồi. Sợ thay phiên nhau á. Quá trời luôn rồi. Khi mà chị hay được cái sự việc đó con mình mà bị người ta làm như vậy đó chị, chắc chị rất là bức xúc, rất là tức trong người. Cái gia đình rất là khó khăn. Ngành nói chung là bên thiện nguyện rồi mới cất được cho cái nhà tình thương. Tưởng đâu là nói chung là giờ đi làm kiếm tiền để nuôi con mà giờ phát hiện ra sự việc này nói chung là quá trời luôn. Thôi mày chưa cất nhà là chị ở đâu ha? Nhà bên cái trái. Bên cái trái bên đó. Bên trái của nhà ngoại hả? Chưa ở đầu bên ông ngoại. Bây giờ lúc mà bé đình... bị hại là bé chỉ mới 16 tuổi thôi đúng không chị? Mới bước qua sang năm mới đây thì bé mới vừa tròn 17 tuổi. À, là mới sang 17 tuổi thôi. Rồi. Vậy con còn sợ không Yến? Giờ thấy sợ không? Đừng có sợ gì hết. Mốt có gì thì tâm sự với mẹ. Đừng có giấu giếm gì hết để cho mẹ và cha bên con. Nghe chưa? Ai cũng thương con hết. Đừng có giấu. Không giống như vậy rồi mốt rồi có gì rồi sao? Ví dụ như người ta, ví dụ mình chống cự là hay gì đó là người ta làm những cái chuyện khác nữa. Đó, ảnh hưởng đến tính mạng của mình rồi sao? Nên có gì phải nói cho mẹ biết để mẹ phòng ngừa. Bé khờ quá luôn cái nhà. Con cứ bình tĩnh và kể hết cái câu chuyện. Trời ơi. Ủa sao mà còn đứa con nó có ai nữa? Chị Ngọc luôn. Mới sinh 2 tháng. Chị là tổng cộng hết là? 6 đứa. 6 đứa con. Chị Ngọc. Ờ. Trời nhìn bé ẩm thấy cưng giỏi không? Thiệt chứ, chị Ngọc giỏi thiệt. Bé lớn mà ẩm đứa với em kìa. Đây là bé lớn nè, rồi tới em trai, rồi tới bé đó. Đây nữa nè, trời ơi. Rồi hai đứa gái cỡ. Quá chừng luôn, 6 đứa con. Tính sanh thêm nữa không chị Ngọc? Nữa không? Hay là tùy duyên nha. Nhỏ nó ngoan quá trời luôn ha. Sanh đứa nhỏ này sinh tiệt sản luôn rồi. À, tiệt sản luôn rồi, 6 đứa thôi. Là chích tiệt sản luôn hả chị? Nó chèm. Chèm với đình chú mình. Chứ để sanh nữa, ông xã, nói ông xã giống như như cái nghề gì cũng làm nhưng nãy nói cái gì nghề đi được đi được ha, đủ thứ nghề hết, cái gì cũng phải làm để nuôi. Trời ơi cái gì ấy đổ hết trơn luôn rồi. Đừng có đưa cái này em giống còn hơn cái cảnh của mẹ khờ ha. Mẹ khờ còn mấy đứa này ngoan, mấy đứa này thì không có. Nghe nói là hàng ngày giờ là chị phải đưa mấy bé đi học, là mấy bé nào đi học? Hai đứa đó đi học. Đứa em, đứa mới cầm chơi sữa nút đó. Đây là hai đứa này đi học nè. Còn lớp 1 hả chị ha? Dạ. Ở nhà thì bé Yến là chồng mấy đứa nhỏ. Dạ. Rồi mai mốt đây cũng có sắp sửa có thành viên mới nữa. Chị có dự tính gì chưa? Là để mình sanh luôn. Giờ là để bé. Để sanh luôn, nếu như mà ở ngoài
thân mà cha bé sanh rồi á là xin nói với cô bác sĩ ở ngoài nhà thương đó, nếu như mà ai không có con đó là cho bé chứ nó sợ. Chị có thể gửi gắm lên đây luôn, nếu mà muốn cho con của mình á thì chị có thể chia sẻ lên trên cộng đồng luôn. Trên cộng đồng có thể là ai mà không có con đó cần con đó thì sẽ nhận nuôi nha chị ha. Ừ. Chị có thể nói chia sẻ tiếp với chị. Không phải đừng nói là cho con rồi nói là ai, đúng không? Có thể nhận nuôi mà, nhận nuôi dùm chứ không có khả năng nữa đúng không? Ai mà không có con đó, hai vợ chồng không có con đó là bé nó mang bầu vậy đó là phải gắm nuôi dùm đứa trẻ thôi. Hiện tại thì kinh tế mình cũng không có đủ khả năng để lo cho bé đúng chị ha. Đôi khi mà trong cái cuộc sống mình thiếu thốn như vậy rồi mình nuôi thêm nhiều đứa con nít nữa, rồi mình lo cảm thấy lo không được, rồi cho nên là chị đã muốn gửi lên trên cộng đồng mạng luôn. Là nãy chị nói là 3 tháng rồi và còn 6 tháng nữa là bé sanh. Chị cũng có dự tính là để sanh nhưng mà cho bé nếu mà ai nhận bé nuôi. Đúng rồi. Bây giờ cũng chưa biết trai gái gì hết. Yến con có chịu không Yến? Bé Yến không có biết gì hết vậy. Con có chịu là con có chịu con của con đó. Con có chịu mà cho người khác nuôi không? Ôi trời, cũng cho chịu luôn. Bé Yến không biết gì hết á. Chứ giờ để là cũng được. Vậy trời. Kinh tế không có thì cũng được chị nhưng mà nó khờ quá à. Nó không dám để cho nó nuôi bị gì, nó không biết cái gì hết trơn, nó không biết chăm sóc con rồi, nếu như mà để lỡ thì làm sao biết giống như là mình làm sao mình giải nó hoài được. Thì chị cũng quá cho bé nhỏ em thì sao không cố gắng luôn cố gắng thêm một đứa cháu ngoại nữa hả? À. Trời ơi, mấy đứa này chị cũng chết rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Lụm lên con, lụm lên con. Trời ơi. Quá trời. Sao mà chị lo nổi? Thật sự là khi mà chị nghe chị nói là đứa cháu của mình chia sẻ cho người khác là lo phụ. Nghe rất là đau luôn á. Tại con cháu ai mà không thương, nhưng mà gia đình của chị thấy không? Con nít quá trời, con nít. Trời con nít luôn rồi. 6 đứa con. Cũng bánh ga cho em nữa. Mai thấy chị Ngọc đeo bông đồ đẹp quá nè, không như lúc trước có nhà mới rồi vậy hả? Thì, mới mua hả? Nhỏ cháu đặt đồ trên mạng dạ. Là mấy chục ngàn vậy đó, cho đeo tặng cho qua cái Tết nó có cái đeo bông mà đeo vậy thôi. Từ đó giờ cũng không có tôi cái đeo bông là, gì thì thấy đeo. cô mình vậy rồi. Cô không có cái gì trong cái lỗ tai hết trơn. Thấy đặt đồ trên mạng là mấy chục ngàn vậy đó. Dạ. Rồi cho cô đeo đặng có cái lỗ tai đặng có cái đầu bông cho nó hơi có màu chút chứ. Dạ. Chứ thật sự lên. Cái chị Ngọc cũng vô tư ha. Vui. Nó trời. Rất là hiền, chị rất là hiền. Rồi bé cũng vậy nè, bé nè. Vậy mà ai mà nở lòng nào mà đối xử với một đứa bé như vậy. Khi bé khờ như vậy mà làm nữa vậy trời. Giờ có bầu rồi mới mốt rồi cũng không khả năng để nuôi. Vậy nếu mà người sanh ra là sẽ cho người nào mà nhận nuôi như thế trời. Quá, bé cũng không biết gì luôn. Bé giờ nói chung là bé không biết gì hết luôn thôi. Không có biết là sắp tới đây là mình sẽ trải qua một cái giai đoạn rất là gian nan rồi mình phải sanh một đứa bé. Rất là khờ. Con có biết là hiện giờ là con bụng con có một đứa con không Yến? Biết hả? Nó ngủ luôn á. Rồi mấy hôm nay tình hình mệt mỏi gì không Yến? Bình thường hả? Ăn uống được không? Ăn được. Cái là khờ luôn đó nha. Khi mà mình mang bầu như vậy mình có lo không? Không có lo không? Bé rất là khờ. Bé hồi trước là nghe nói là mắc một căn bệnh trí tệ đó không chị ha? Dạ. Mắc bệnh trí tệ nữa. Ok. Con của chị ngồi xung quanh nè. Còn ở trong nhà nữa. Đó. Đâu mấy đứa à? Mấy đứa ra đây chụp tấm hình luôn. Gái trai. Ơi đẹp gái quá trời luôn. Rồi bé trai hồi nãy nữa, bé trai kìa. Tình Chí phải không? Con Tình Chí hả? Là em của bé Yến này đúng không? Ôi đó đẹp. Trời ơi còn anh này nữa đẹp trai quá nè. Ngồi đây luôn đi. Đại gia đình luôn. Quy này nhưng mà 15 tuổi không ta?
16 tuổi đúng không? Ủa sao bằng tuổi chị hả? Không, bé 17 rồi, chị 17 rồi. 17 à. Cách nhau 5 không đó. Cách nhau 5 khi chạy rồi kìa. Nó là đồng thế. Ôi trời. Đây ông xã đi làm nha, có ông xã nữa là đông nữa. Rồi nữa đó. Đó. Ra nhà. Tính chụp tấm hình nha. Quá trời luôn. Nhà đông vui, Tết chắc đông vui lắm nha. Thì Tết rồi, năm nay là ăn Tết lớn không chị? Sắm sửa gì trong nhà không? Không có tiền ăn Tết nữa chứ. Trời đất ơi. Có tiền ăn Tết cũng đỡ. Công tư mà không hiểu gì hết. Bé tôi cũng dễ quá ha. Mấy tháng rồi chị? Tháng mấy hả? 2 tháng. 2 tháng rồi. Ê, trời ơi, té nữa rồi. Té chạy chán luôn rồi. Té miết luôn. À, trời. Mới đi đâu có gì không? Lên đây nè. Xíu mà không đi, không đi. Ở ngoài đó. Ngoài này cũng lớn tới mũi. Bà ngoại thì bệnh nằm bên kia. Ông ngoại xách cầm quần mặc cho bé. Dạ. Ôi trời, đi đụng cúm cúm vậy. Không sợ, vẫn đi đụng tùm lum. Anh nói tròn tròn thấy cưng quá. Cái thang dựng đây là nếu con để xuống là đi hòa bột lên tới lúc nhà luôn. Trời ơi là trời. Ôi, leo thang luôn không? Đi thang tới ông ba mà. Chứ ông ba ông đi cho nhà nè. Trời ơi. Dạ. Cục nó kìa, ổng kẹp ổng đó, ổng muốn la la. Con bé bị lớn này mà nó leo thang. Ông đi đó. Kìa đi. Cái thang này đi ngọt chết. À. Ừ, cái thay cái đó mà mình thấy chứ mình không thấy nguy hiểm lắm mà. Đâu có dám để đứng con. Dạ. Để nằm xuống thang để nằm xuống cho nhà đâu dám để đứng dạ. Con. Dạ. Ngoài ngồi đi ngoài. Ngoài ngồi đi. Cái này cũng ướt hết trơn rồi. Thời kỳ tôi vợ chồng tôi bây giờ dường như là tới cái mùa năm nay là tôi nói thật nếu mà họ đạo không cho ở nhà này nữa. Dạ. Thì có lẽ là tôi cũng không biết sao sống được cái lỗ bà lớn đó mà hôm trước nó ngập nước hết trơn nha. Dạ. Còn một lỗ bà lớn đó là hai chồng tôi. Rồi hai chồng nó thêm là 7 đứa con nữa. Mà có một lỗ nước chỉ có lớn một lỗ nhà lớn ngồi xung quanh ngập nước toàn bộ hết là bước xuống thì nước mà bả thì ngồi không được đi không được thì mắc để hết một bộ dáng rồi. Dạ. Còn mấy đứa cháu là nó nhau nhút như vậy thì thường cái việc đó thì gặp ngỡ này đó nó gặp cái đoàn ông ba đi cho nó đi ra cát đá đi giác đất đá mướn nữa. Dạ. Rồi nó gặp ổng nó mới than với ổng là hoàn cảnh gia đình có vậy ổng nói thôi để cho giờ chú đi coi chứ không phải cái này là của mình chú, trong này là của họ đạo. Thứ nhất, thứ hai nữa là của những nhà tài trợ, cô bác người ta tài trợ để hướng coi để mời cô bác xuống để được chết mà cháu không xuống thấy hoàn cảnh này ông nói quá rồi thì nói có hai gì xuống với ông ba đó. Dạ. thật cái hoàn cảnh của gia đình tôi vậy, tôi cũng nói thật với ông là hồi trước đây là vợ chồng tôi là có con hai người đi công tác hết. Nhưng mà rồi sau này mới sinh được đứa con gái đó, bây giờ nó sinh ra được đứa cũng mừng lắm, gia đình tôi cũng đông vui gì cũng mừng lắm, cũng gắng lo chạy nhưng mà tao thấy dùng nhịn lo quá, nó không có ngờ là con cái bây giờ bả nhào xuống quá tai biến cho bả không đi được nữa, đó là cái gia đình nó gặp cái biến cố. Dạ. Biết cái này rồi á. Chỉ là ngoại bị tai biến nữa hả? Mà tai biến mới mới không đi được đó con. Dạ, dạ. Rồi cái đó tôi nói thẳng là có một cái là hổm tôi có nói với chú ba, tới chú ba bây giờ chú thường thường người ta ông bà nói thương thương cho chót rồi gục cho chân hồi nào giờ thì tôi cũng không có làm cái gì nhưng mà không phải là tôi biết ông ba mà ông ba cho con cháu tôi một cái nơi ăn xuống ở mà tôi nói bây giờ ông ba cũng dám giúp cho cháu đó thứ nhất là đem về để mà dẫn dắt con người chúng ta dẫn dắt cho nó đến ngày cho nó nhập môn về họ đạo luôn đi. Dạ. Bởi vì tôi thấy cái cuộc đời tôi thấy cái gì hiện tại tôi mới tin là nói cái gì hiện tại tôi mới biết chứ còn nói cái chuyện mà nói là bưng quơ là tôi không. Cái đó là tại cái tính của tôi nó từ nào tới nó vậy mới vậy. Dạ. Thấy mi tình làm thiệt nói thiệt nói cho có chứ đừng có nói mà nói với tôi bữa nay ngày mai rồi đó nhà nước còn bị nó thẳng gì đó mấy anh nói với tôi từ nói một hai hai bữa nay bà nói giờ người này khổ rồi bắt đem người kia nhưng mà sự thật cái người ta không có
ban đêm cho tôi đó. Nhà tôi đến đó. Đúng ra tới quy trình là cho phép chữa nhà đó, anh nói ở bên kia khổ rồi, thôi giờ bên kia khổ hơn tôi. Bây giờ tôi có cái mái che trên rồi, nhưng mà anh ta còn anh em ta mái lá rồi khổ hơn tôi, cứ đem anh em cứ đem cho anh em khác đi. Chứ ngày trước đó tụi tôi cũng là ăn thường ngủ bụi đó, cũng đâu có than giảng gì đâu mà thấy khổ gì. Mà bên nay giờ anh em khổ thì khổ, nhưng mà đến cuối cùng như gì họ đạo này vớt quá nhiều, vớt tôi cái này thiệt là hết nói trên đời. Tôi nói với anh em tôi nói đó. Nó cạn á, vì xưa câu ngủ ngôn người ta nói cạn điền mới biết gốc chê, còn lĩnh bỉnh biết đâu rồi tôi sợ. Dạ đó, nếu ở dưới nước đâu có ai biết là cái gì, mà ở xã hội nữa nói chung cũng hài hiểu đó là cái gì. Dạ. Nhưng mà đến cuối cùng được ai giúp mình, ai nâng đỡ tựa dạ. Mình đó, ai đỡ nâng cho mình cái sự thật ra là cái này thì tôi không biết, tôi nói là cảm ơn bằng cái kiểu nào tôi nói cho nó. Có được cái nhà này rất là mừng, nó không rất là vui, rất là mừng. Mừng mà dạ. Không biết nói sao. Nói sao nói tụi con cũng danh mất. Dạ. Trong khi mình quá khổ con người đó, tốt con người. Trong khi tôi vẫn đã đi chữa trị bệnh này kia nọ rồi, vợ chồng nhỏ này thì nó cũng mất đi mặt. Dạ. Tôi để đứa cháu ở nhà đó. Bây giờ nó xảy ra, giờ nó có đứa mất trí nữa, cái đứa nó không có trí tuệ nữa. Bây giờ đó, bây giờ con đâu có phải ra pháp luật được, bởi vì nó không chính xác. Hôm nay nó nói vậy thì mơ nó nói khác rồi, ví dụ như nó nói người này ở nó rồi mơ mốt nói người khác. Rồi nếu mà không á thì con làm lớn chuyện ra là tất nhiên chính quyền người ta phải vào cuộc. Dạ. À, cái thứ nhất rồi thứ hai đi con máy người ta nói, ta làm nói với mình là chuyện xấu người ta làm mất danh dự người ta không, đâu có được, đâu có chuyện đó đâu phải dễ, cái chuyện này cũng phải là chuyện dễ. Dạ. Nhưng phải cam tâm mà chịu vậy thôi chứ thiệt. Cũng không biết làm sao mà nói, nó mới có 15-16 tuổi. À. Bữa là công an nó nghe bên công an cũng có vô đây để hỏi thăm vậy đúng không? Nhưng mà tôi cũng nói với bên công an, bây giờ nó không có hiểu, bây giờ nó không biết. À, con lấy 1.000 với 2.000 đó, rồi con để 5.000 kêu đếm đâu có được rồi. Dạ. Tới gạo nấu cơm ở trong nhà đây nè, mà bây giờ kêu nó nấu 3 lon á thì nếu mà con không coi lại chút nó nấu cái đầy vô một nồi, mỗi bữa thì nó nấu không đủ ăn. Trời ơi, nó đâu có cái trí óc, nó đâu nhớ hồi đó cô bả còn đi đứng được đó. Dạ. Mà vẫn đi học 3 năm trời này không biết vậy. Nguyễn giờ hồi lúc cái thời đó mà không phải là thi không mà nó vậy, trong khi mẹ nó mang nó đó. Dạ. Nó bị bệnh sốt quá nặng, nó nhảy xong nó ngậm không à, thành ra tính là bỏ nó hồi trong thai rồi. Dạ. Đó, nhưng mà gán thì khi nó chạy giữa cho nó thì sinh nó ra được ra thì nó bị đầu óc nó vậy đó. Kém trí tuệ. Nó kém. Ừ. Ở đây mà bé ở đây thì chỉ vòng vòng đây ông có nghi vấn một cái điều gì đó rồi bé nói cái đó là mình không nói được. Ừ. Mình không dám, không biết luôn, ông cũng không biết là ai luôn, không biết bị gì. Ừ. Con tính đi, ví dụ như là đưa cho cô ra ngoài, là ra ngoài nằm ở bên đông y của tỉnh. Dạ. Thì 14 ngày thì trước phép nó trở về, nó trở về trong vòng 2 ngày thì về đây mượn nghỉ được 1 ngày. Dạ. Thì ngày sau phải xin giấy ra ra ngoài nằm tiếp để mà nên không ai ở nhà ở đây trơn, có bởi vì bé ở nhà một mình rồi có. Ừ. Mấy cậu nữa như mà cách đây cũng cả cây số rồi. Dạ. Đi xuống đó. À, rồi thì chỉ ra là ông đây là cũng đưa bà đi trị bệnh ở xa nên. Dạ. Cũng không có nhà để trông coi trong cái thời gian đó, là bé ở nhà một mình nên là bé đi chơi đâu đó thì bị một. Ừ. Người nào đó nên ông cũng không có biết ai luôn. Trời ơi. Thì ba hồi nó nói gì, ba hồi nó nói khác rồi. Làm sao con xác định được. Ừ. Đó. Gia đình cũng hỏi nhưng mà lúc nói này lúc nói khác. Dạ. Trời chính ơi. ông còn nói nó nói ông còn không tin được nữa rồi. Dạ. Sao? Người nhà còn bây tin giờ luôn. Vậy đó rồi. Của em vô rồi. Nếu một con người ta thì nó có cái uy tín. Dạ. Dạ. Bây giờ con nói người đó không có, dù người ta thưa nữa, người ta thưa ngược lại mình đi nữa thì cái chuyện đó thì mình cũng phải đành chịu, hoặc là cái đó cái danh dự người ta đã mất rồi. Dạ. Không phải mình trả cái danh dự người ta lại được. Dạ. Trả cái uy tín người ta lại được. Nó là ông cũng không nói bây giờ thôi.
bây giờ nó chắc có lẽ là tới cái thời kỳ nó ổn đủ mình được chịu. Vợ chồng tôi già thì không nói, để cho con thôi. Về một cái mối gì đó, nó có một cái đức tin gì đó. Dạ. Sau này á, nếu cái đời tôi có mất đi nữa, con tôi nó cũng còn được cái thiện đó. Dạ. Để sau này nếu nó không lẽ người ta nó đâu có ai già ba họ cũng ai chẳng ai có ba đời. Dạ. Đó. Thì nó biết được cái nguồn gốc của nó từ đâu mà nó có nơi ăn chỗ ở, từ đâu nó lớn lên cỡ này. Nếu dạ. nó mừng sau này nó mình có. Thì nó cũng noi gương theo cái cũng như ông ba và mấy chú đó. Dạ. À, để giúp lại cho đời. À, vì cái người Việt Nam mình đó uống nước thì nhớ nguồn. Mình á ăn hậu cô thì biết hậu cô có ai là cả. Ở đâu có hậu cô có mình ăn. Ăn là phải nhớ ha. À, phải nhớ. À, tôi cũng mong vậy nhưng mà hôm trước này chưa thấy chú ba trở lại. Nhưng tôi thì nói rằng là tôi không biết. Dạ. Mà dầu có biết đi nữa vì đây là sao đi ghê con. Làm sao mà trở về nó lên cảnh nó nhập môn mà đạo được. Dạ. Đó, tôi cũng mong dạ. đấy. Nhưng mà có con cái được như vậy là tôi cũng thấy những chướng được có con cái gì. Không phải là cái nhà hồi nào giờ cũng nhiều cái hoàn cảnh lắm. Nhưng mà từ hôm Tết giờ con gái của hồi nào giờ có nó có nó không có tử kim lý giống gì trả vợ tôi luôn. Nhưng mà từ hôm mà nó có được cái nhà tôi cũng nói là ra gì họ đạo gì tiếp con vậy nên những chi qua còn biết ăn là yeah. À, không biết ăn yeah. là thấy lạ thấy thay đổi à. Rồi ông ba ông cho ra cái bài trên cái máy nhỏ như là yeah. để nghe kinh đó yeah. thì dù gần con cái dù hai cái chân ba đi không được nhưng cái đầu óc không có quên. Dạ. Nên hôm nay con nói chung là hôm nay là anh em của con đến đây để thăm gia đình của chị Ngọc thì nghe nói là cất được bộ căn nhà tình thương như nè, cũng rất là mừng, cũng đến đây cũng như là người cũng có một người số người dân ở đây là liên hệ á, nghe nói gia đình đang gặp khó khăn cũng như là bé Yến á mà bị một cái sự cố như vậy cũng như là đang có bầu. À, chị Ngọc thì lại khi nói là chia sẻ khi mà sanh bé sanh ra á lại đứa bé trong bụng của bé Yến là sẽ cho một người nào đó nếu mà ai nhận nuôi. Rồi ông có nghe được cái sự việc này chưa ông? Cái gia đình này thì nó thẳng là có một cái đó. Dạ. Dù nếu mà tương tha nam tôi nuôi nổi. Dạ. Thì tôi cũng không có thể cho. Dạ đúng rồi. Bởi vì Ngọc hồi trước cũng là đứa con sinh của tôi mà. Dạ. Nhưng mà cái hoàn cảnh tôi nó mấy cháu bị bệnh. Ông với bà bây giờ cũng thấy khả năng bà nằm một chỗ ông. À. Tôi thì lo tối ngày đó mình quay lên quay vậy đó là cái người mà bị tai biến rồi nó không có bình thường như yeah. cơ thể của mình. Dạ. Yeah. Bữa nay thì lên máu. Có khi một ngày sáng lên máu là chiều lại tụ. Dạ. Yeah. Chứ không phải là nó bình thường. Đó. Giờ con ở nhà với chú đó, chú mua yeah. thuốc tôi để dành sẵn trong nhà lắm khi trở tay thì không. Mà nó thẳng có một cái là ta nói đại tới chắc công và chồng chắc nhân nghĩa chú kiếm là ở nhau là từ hồi chưa chú tu quen biết nhau rỡ nhau đánh chiến tới giờ nhưng mà chú không có một cái ở con hỏi cái mấy con hỏi hết cái gì hướng địa này đi nguyên cái xứ này cái chuyện mà trai gái hay là hoặc là bồ bịch bò mã gà đồng ở ngoài hay là hoặc vố gà thím để ra ngoài để mà kiếm vợ bé gì nhỏ này chứ tuyệt đối không có cái đó không. Dạ. À, còn chị em ở xóm là lứa tuổi hay hoặc là nhỏ hơn chưa dạ. cái mục mà là có chị em nào mà nói nguyên cái xóm này nếu mà nói ừ đi hỏi nói bà đó bà nói hay là chị chỉ nói ừ ổng kia nọ đi chọc vợ tôi hồi nào đó, là đứa tính cái thu giờ được mấy chục năm. Nếu mà cô vi phạm cái đó ra đem cái đầu tôi đem chặt từ dụng xong chứ đừng có để tôi mà không bao giờ. Dạ. Mình nghĩ có một cái con à trời đất tạo hóa ra là có nam và nữ dạ. trai và gái dạ. nó mới sinh con để ăn như thế này mình nói vợ không có con tôi đi có vợ khác để sinh con cho tôi dạ. hoặc là ví dụ như ở chợ tôi có nhiều con để lạnh
nhưng mà ví dụ như vậy nhỏ vợ bé, nếu người phụ nữ người ta là đã nói gái xuất giá theo chồng mình, nếu mà người ta ngoại tình là mình đàn ông chắc có lẽ mình giết người ta đó. Dạ. Bị mình mạnh mình nó đuổi, nói người đàn bà ngoại tình với mình cắt cổ người ta chết. Dạ. Dạ. Đó. Rồi trái ngược lại mình làm cái chuyện đó ai cắt cổ mình. Dạ. Dạ. Rồi nếu người ông nín kinh mà để cho chồng có vợ bé thì tất cả ở đời đó, chú nói cho con nghe, tiền bạc cũng cho được đó. Vàng bạc đất đai nhà cửa, có thể là ví dụ như là cái nhà có cái nhà lớn đi, và thấy có chị em nào anh em mình khổ quá ở ngoài, rồi thôi anh vô anh ở tạm với tôi đi đó, thời gian nào đó anh có cái nhà được anh gái ghi anh về về bển ở, chứ bây giờ thấy anh khổ quá. Dạ. Nhưng đối với cái tình không có thể dây mượn được. Dạ. Dù nhỏ lớn cái người đó rộng lượng cỡ nào cũng không được, không có gì dây mượn được hết, không có được. Không, dù có dây mượn một lát cũng không được, cái đừng có nói. Tôi nói cái dây mượn một lát, lý do nào cũng đi mượn một lát, lý do nào cũng tình mà đi mượn một lát. Thì nếu mà người vợ mình hay được thì sao? Dạ. À, rồi mình nghĩ lại trái ngược lại thằng bà, nếu mà tao làm như vậy, giấu chồng người ta đi lén lút như vậy thì người ta bà chịu bà cái cách phỉ nhổ của xã hội như thế nào? Dạ. Rồi bị nói nhiều hơn ha. Của người chồng như thế nào? Dạ. Rồi nếu mình là người đàn ông, nhưng mà hồi nào giờ ở trong cao đài cũng vậy, quả những công giáo cũng vậy, tôi cũng đã ở đây sống đây thì xác như vậy, nhưng mà cái chuyện đó không là Chúa hay là hoặc Đức Thầy không có cho phép, không có cho phép là người làm như vậy. Dạ. Tại cái đó là nó phát sinh ra cái đầu óc của mình, nó tham lam mà cái đầu óc cũng con làm như vậy, chứ còn không cho, không có đạo nào mà cho mà chỉ là một chồng một vợ thôi. À, một chồng một vợ của mình như vậy đúng không? Ông dạ. Khó khăn quá thì ông cũng chấp nhận, chứ ông cũng không có ý kiến gì không ha. Ông qua cái siêu việt này thì ông có cái mong muốn gì muốn gửi đến con như quý vị khán giả không? Qua siêu việt của bé Yến gì đó không? Bây giờ ông có cái bức xúc gì trong người không? Hay là như thế nào không? Tôi cũng mong được con cái, ví dụ như là chúc họ đạo. Dạ. Với các cô bác tài trợ. Dạ. À, tôi cũng chúc cho mọi người được có nhiều sức khỏe. À, Đức Thầy cũng xem xét cho người có cái lòng tốt để đang đi cứu các người nghèo. Người nghèo. Cái lệnh cùng với tôi. Đức Thầy hồi xưa thì ông đã đi cấp năm tàu cũng vậy. Nhưng mà cái đó là Đức Thầy của mình. Còn bây giờ mình là người thành pháp thành thì giúp người vạn nạn chung quanh mình là quá đủ. Mình đã nói á, tu đâu cho bằng tu nhà, thời cha kính mẹ là hơn là đi tu, chứ đâu phải đem tiền đem vàng đem bạc lên núi lên non đi xe đường 5-7 ngày lên chảy người lại cúng chảy người nói thời có hiếu đâu. Dạ. Thì cha mẹ mình nhà nói ai chứng cho mình. Dạ. Thầy không có đâu cho tiền làm chuyện đó. Dạ. Đó, trong kinh cũng đã nói, tôi cũng nằm được cũng nghe vậy. Thầy ông đi năm tàu 47 không phải đi cái chỗ này đâu hả? Dạ. Đó, cái người nào khổ nhất, người thành tâm nhất, ông cứu vớt cái người thành tâm chứ không phải ông cứu vớt người xấu xa. Dạ. Hả? Đó, ông giúp đỡ cho cái người ngay thẳng thì mình là thôi, người phàm mất dịch không mẹ tật thì mình nghe theo ổng, mình làm từ thiện xung quanh. Tôi cũng cầu chúc cho những người cô bác của nhà tài trợ đồng hồ đạo đã có nhiều cái chương trình để mà giúp đỡ bà con nghèo. Bà con nghèo như tôi. À. Ông còn không có ý kiến gì về cái việc cháu mình hết. Ông cũng mời công an lại thì tùy vào công an quyết định thấy không ha. Dạ. Ừ. Cái đó là cái đó là tùy. Chứ ông nói là cháu mình cũng khờ dại và cũng như không có biết là ai hết trơn á, nên lúc nói này lúc kia là ông không biết luôn, thì tùy vào cơ quan người ta coi người ta xem xét làm sao thôi. Xem xét làm sao. Thấy khổ quá, gia đình khổ quá mà bị như vậy. Nó bị cái tình trạng này mà coi giờ không có giữ được con hay. Dạ. Bây giờ đó, bữa nay bà đi nằm bệnh viện, bữa đi nằm bệnh không có quản lý được á, bé ở nhà nguy hiểm lắm. Nó bất trí này, cái trí óc nó không có nữa. Nó thẳng có một cái con cho nó 5.000 đồng bạc mà nếu đổi ra 1.000 vậy anh cũng không biết luôn. Đếm không. Nhưng mà một người xấu mà lại hại bé như vậy, ông thấy cảm thấy hại cháu mình như vậy, ông không buồn, ông bức xúc không? Quá bức xúc luôn.
thấy nó quá bức xúc chứ. Nhưng mà khờ dại như vậy mà lại đối xử như bé như vậy, rồi sau này bé sanh con rồi thì bây giờ nghĩ thế nào? Giờ nghĩ con cái mình ăn uống như thế. Dạ. Cái xã hội này là phải sống nhờ cái lương tâm của con người. Dạ. Thì nó họ đạo. Tôi thấy những lên máy là, hoặc là tôi đi đó tôi bằng ngang mình chứ nọ. Dạ. Thấy những người còn khổ lắm, khi khổ hơn tôi đi bán từng cái dây số. Mà những cậu thanh niên trai trắng mà bảnh bao vậy mà lấy chục của vé số của người già, cái người đi tàn tật đi bán vé gì mà chạy. Dạ. Nó thiệt. Tôi cũng không biết làm sao mà nó theo. Quá mất đức luôn. À. Bởi vì đó là lý do nào. Dạ. Con người đó hồi nào vẫn chưa có từng, chắc tôi theo tôi nghĩ là cũng không có cái mối đạo nào. Chứ không ai có, không có nó, nếu mà trong cái mối đạo thì không có mối đạo nào mà chấp nhận cho làm cái chuyện đó. Yeah, mà đúng. Không ai mà dạy làm cái chuyện đó bao giờ. Yeah. Mà bài trừ cái chuyện đó là rất, mà không có mối đạo nào mà người ta để cho làm, không ai chấp nhận được, không chấp nhận được, khổ mà còn cũng khổ không tha nữa. Thấy người đó tận cùng khổ như gia đình tôi hiện tại như vậy, giống như vậy đó. Của ông hiện tại giờ đó, cháu gì khờ dại gì mà lại đối xử như vậy, ông không biết nói như thế nào luôn, nói mình thế nào nữa giờ cháu. Giờ cam tâm mình chịu, dạ, cam tâm mình chịu thôi. Dạ. Dạ, ông cũng cố gắng nha, cố gắng. Con thấy dạ, cảm ơn rồi. Dạ, hôm nay con đến thì con chia sẻ cũng rất là mong là được cái duyên nào đó, khi mà thấy được cái hoàn cảnh như vậy thì một mạnh quân nó đứng ra để giúp đỡ gia đình của mình. Dạ. Ông ha. Dạ, ông cố gắng nha. Nói chung hôm nay thì em nhận được cái thông tin là bé bị một kẻ xấu mà hãm hại như vậy đó, thì em đến đây để chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của mình. Nên hiện tại thì gia đình của mình là đang gặp rất nhiều khó khăn đúng không chị Ngọc? Thì con bị như vậy nữa thì chị cũng có cái mong muốn là sau này mà khi mà bé Yến mà sanh ra thì cũng nếu mà có một cái nhà hảo tâm nào đó mà có cái lòng thương cũng giúp đỡ mình nhận bé về nuôi giúp gia đình của mình đúng không? Dạ. Yến cũng chịu đúng không con? Thương cả nhà. Chứ rồi chị có cái có mong muốn là pháp luật sẽ đứng ra can thiệp cũng như là dạ, tìm ra cái người mà hại bé không chị Ngọc? À, giờ tôi muốn là pháp luật đứng tay vào kẻ hại con, hại đời con gái của mình vậy. Cho công bằng chứ để không biết, nhưng mà không ngờ pháp luật thì làm sao mà biết kẻ hại của nó. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Ngọc cũng muốn là cơ quan chức năng là tìm ra cái người hại bé. Đúng rồi. Tại vì có dùng như thế nào thì cũng phải có một cái người nào đó đứng để chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Để răn đe và cảnh cáo những cái người mà đã gây ra cho bé Yến. Con gái chết gai con gái. Chứ mà mai mốt nếu mà tiếp tục con chết gai như vậy nữa thì cũng đâu có được. Mai mốt là con cũng hạn chế mà đi là những cái đường vắng như vậy nghe Yến nha con. Bé thì rất là khờ đó cả nhà. Mà hại giờ có bầu mấy tháng trời giờ không biết như thế nào luôn. Nhà cũng không có điều kiện để đi khám cho bé này kia nữa. Đến đây thì để chia sẻ cũng rất là mong mà quý mạnh thường quân mà nhìn được cái hình ảnh này và thương gia đình cũng như là giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc khó khăn này. Thì hôm nay thì nói chung anh em đến thì cũng có mạnh thường quân là chị Liễu ở bên Úc á, có hỗ trợ cho mình gạo mì một số bánh kẹo này kia cho các bé đó. Dạ. Bên cạnh đó hồi nãy là mua nhiêu? Hồi nãy là em mua đồ hết á là 399.000 thì còn dư lại là 101.000. Ừ. Cũng gửi cho chị luôn ha. Gửi cho chị luôn. Để cho tròn 500.000 ha chị ha. Là còn dư được 100 hả? 100. À là trích ra số tiền 500.000 để mua. Dư lại 101.000 thì em cũng trao luôn cho chẳng chị ha. Rồi chị sẽ gói gàng hơn thì càng hay hơn. Dạ thì em cũng xin phép chị Liễu ở bên Úc trao cái số tiền còn lại cho chị Bảo Ngọc. Chị có gửi lại cảm ơn Mạnh Quân không? Cảm ơn chị Liễu ở bên Úc đã gửi quà cho gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn chị Liễu. Dạ. Nói chung là nhóm của em thì cái quỹ nó cũng rất là ít. Dạ. Nên là chị trích được một phần nhỏ để hỗ trợ gia đình trong lúc này thôi. Dạ. Thì tụi em cũng cố gắng để chia sẻ. Hy vọng, rất là hy vọng luôn là Mạnh Thường Quân mà xem được thì sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình mình nha. Dạ. Chị cũng phải cố gắng nha. Dạ. Cũng như là khuyên con gái
tại vì bây giờ tâm lý bé nói chung là bị bất ổn, khi mà bị cái gì đó bé rất là sợ, nên là chị cũng phải cố gắng để an ủi con của chị ha. Dạ, thì qua video thì em cũng thay mặt anh em cũng như là gửi một cái lời cảm ơn đến chị Liễu ở bên Úc đã gửi cho gia đình một cái món quà. Dạ, hy vọng một cái duyên nào đó thì chú lại quay lại đây để thăm con ha. Nhớ là đừng có đi đâu hay là cái gì đó, có gì phải nói cho mẹ biết hết nghe con. Đứa con gái hôm nay chị có 16, 17 tuổi, rất là khờ dại mà lại bị hại như vậy đó cơ nha. Biết cho bé uống sữa không? Uống nước gì không? Uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ hả? Một hồ bồng gì nè, đứa lớn hồ bồng, đứa bé lớn gì không biết sao luôn nè. Gia đình của chị Bảo Ngọc hồi xưa là không có cái căn nhà này. Không. Thì ở bên đây hả? Hả? Ở đây. Ở bên đây hả? Ở bên đây, ở trần nguyên cái đó. Đó ở bên cái trái bên đây. Dạ, bên lúc, này nè. Lúc xưa là nước nó ngập, không mấy tháng 9 tháng 10 là nước nó ngập lên tới trên cái nền này luôn. Tới trên này nè. Chống xuồng vô tới đây mà. Dạ dạ. Đây. Là ở đây đó hả? Ừ. Trời ơi. Đây nè, ở đây bây giờ nó ngập lên. Vậy là 5-6 người là gia đình của chị là ở trong cái máy nhà ở bên hông bên đây. Bên hông bên đây. Vì ở ngủ thì ngủ bên đây. Ừ, thì ở chung. Dạ. Ở cái máy đây đây. Ừ, thì ăn chung đây, ở chung gì đó. Nhà ông cũng là nhà tình thương nè. Ở nhà tình thương. À, thì cũng ngân hàng bên mấy tặng nè, thấy không? Ừ. Thì cũng đâu phải là nhà gửi khá giả gì đâu. Việt Nam tặng năm 2011 tới giờ. Dạ. Dạ. Để còn quay cận cảnh ở trong phía bên hông nhà của ông. Gia đình của anh chị thì cũng ở bên đây. Sau đó thì cũng nhận được một cái nhà tình thương. Trời ơi, mấy chú làm hay quá trời. Tôi nói là chứng cũng chắc cũng 5 10 bữa nửa tháng gì mới rồi chứ. Mới bên nhà giờ dậy qua nấu chuối ăn nè. Quá. Rồi ok, rồi chú chào con ha. Cảm ơn luôn sáng kia ta. Thank you.